Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Jamaica và đội tuyển Trinidad Tobago. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của vòng bảng giải Cúp vàng CONCACAF và sẽ được diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Và trận đấu này, các cầu thủ Jamaica sẽ là những người được đánh giá của trên và sẽ chấp Trinidad Tobago với mức kèo là một trái, mức kèo phải tăng 1,25 và tăng nữa là 1,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là G Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì năm lần đối đầu gần nhất của Jamaica và Trinidad Tobago, Jamaica thắng 1, hòa 2 và thua 2 trước Trinidad. Năm trận thi đấu gần nhất của Jamaica, Jamaica họ không thắng, họ chỉ hòa được 3 trận và để thua 2 trận. Năm trận thi đấu gần nhất của Trinidad Tobago thì Trinidad thắng 3 và hòa 2. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn Trinidad Tobago được chấp một trái hoặc là 1,25 nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này có thể là Trinidad Tobago bị đánh giá của dưới, tuy nhiên thì nếu mà xét về thể lực và chiều sâu đội hình ở lần chạm trán này, nếu mà so với Jamaica ở thời hiện tại thì Trinidad Tobago họ cũng không thua kém thì Jamaica là mấy đâu. Thứ hai nữa thì cũng chưa kể là nếu trận đấu này mà hai đội kết thúc với một tỷ số hòa hoặc là Trinidad Tobago có để thất bại trước Jamaica với cái đường là một bàn thì chúng ta chọn Trinidad Tobago, chúng ta cũng chỉ tự quay kèo đến thắng kèo mà thôi. Và thứ ba đó thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở năm lượt trận gần đây thì thậm chí là Trinidad Tobago họ cũng còn đang vượt trội hơn nhiều so với Jamaica nữa. Jamaica mặc dù là lượt trận đầu tiên họ cũng đã cầm hòa được tuyển Mỹ, tuy nhiên thì cái phong độ của họ ở năm lượt trận gần nhất tính ra thì cũng không tốt đâu, hàng thủ thì chơi cũng không mấy thật sự hiệu quả. Còn Trinidad Tobago thì ở lượt trận đầu tiên họ cũng đã có một chiến thắng trước một đội bóng đang bị đánh giá yếu nhất bảng, đó là Sanchez Navy rồi. Ở lượt trận tiếp theo này gặp đối thủ cũng khá là vừa miếng là Jamaica, đang có phong độ không tốt thì đây sẽ là cái cơ hội để cho Trinidad Tobago có thêm một cơ hội nữa để kiếm điểm trước khi phải đá lượt trận cuối gặp một hòn đá tảng quá lớn đó là Mỹ. Cho nên nghĩ trận đấu này Trinidad Tobago với mọi thứ đều đang tốt hơn đối thủ thì mình nghĩ ít nhất trận đấu này họ sẽ kiếm được một điểm trước Jamaica, chỉ cần như vậy thôi thì chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Với phong độ đang ổn định và hiệu suất cơ bản tốt thì cũng có thể là Trinidad Tobago mới là những người giành chiến thắng luôn thì sao. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội á thì thường nó cũng từ 3 bàn trở lên nhiều. Tuy nhiên thì trận đấu này nó cũng vô cùng quan trọng đối với hai đội, tại vì nó quyết định cái tấm vé đi tiếp một trong hai đội. Cho nên nghĩ trận đấu này hai đội cũng sẽ khá thận trọng. Vì đó trận đấu này sẽ không có nhiều thắng ghi đâu các bạn. Mình nghĩ là sẽ hòa không đều, một đều và cũng có thể là 1-0 nghiêng về cho Trinidad hoặc là Jamaica là nhiều. Còn nào tư tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa xỉu ở lần đó đầu nha. Còn nếu trận đấu này mà các bạn không tin tưởng vào Trinidad thì các bạn ưu tiên đi cửa xỉu không được. Ở mức hiệp 1 thì cái mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu một trái. Thì gì đó hiệp 1 với mọi thứ đang ổn định thì giờ Trinidad họ cũng sẽ không thua Jamaica đâu, thậm chí là Trinidad mới là những người bạn dẫn trước. Thì mong các bạn chọn Trinidad được chắc nha và đá xỉu 1. Giờ đó hiệp 1 hai đội hòa nhau không đều hoặc là 1-0 nghiêng về cho Trinidad. Nhưng mà hiệp 1 các bạn không cần phải đá tài xỉu, đá cái Trinidad không cũng được rồi. Tính vào trận đấu một chút kèo là chọn Trinidad Tobago được chấp một trái hoặc là 1,25 và chọn xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc mình may mắn nha.